cơ sở lưu trú, khách sạn đang thực hiện hỗ trợ các đội ngũ y bác sĩ lưu trú và phục vụ cách ly cho công dân, chuyên gia và một số dịch vụ thiết yếu khác do Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang quy định, nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và công tác phòng chống dịch bệnh, vận tải nguyên vật liệu, thành phần, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp dịch vụ, logistics, các doanh nghiệp sản xuất đã đăng ký và đảm bảo công tác an toàn, tuân thủ nghiêm nguyên tắc 3 tại chỗ hoặc 1 cung đường, 2 điểm. Việc kiểm tra giấy tờ khi lưu thông trên đường, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị, nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh, lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch, lực lượng tổ chức và phục vụ tiêm vaccine, kể cả người đi làm sử dụng một trong các loại giấy tờ sau để phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát. Gì mới đẹp. Thẻ công chức đối với cơ quan nhà nước. Thẻ chuyên ngành, thẻ công tác, ghi rõ họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ nơi cư trú, đóng dấp lai ảnh với thẻ. Văn bản xác nhận của cơ quan đơn vị trong quá trình di chuyển, thực thi công vụ hoặc di chuyển giữa trụ sở cơ quan đơn vị và nơi cư trú. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị điều tra như các thẻ công chức, thẻ công tác, văn bản xác nhận cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các lực lượng làm công tác hỗ trợ phòng chống dịch của cơ quan đơn vị đúng quy định. Đối với những người đi tiêm vaccine, xuất trình giấy mời tiêm hoặc tin nhắn điện thoại hẹn lịch tiêm chủng cho lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát và tự thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo 5K trong suốt quá trình tiêm vaccine phòng COVID-19. Đối với nhân viên